tạp chí Journals 24 vừa thực hiện cuộc khảo sát liên quan đến nhiều nội dung của ngành giải trí Hàn Quốc như phim truyền hình, giải trí, điện ảnh, diễn viên, ca sĩ trong năm 2024. Cuộc khảo sát thực hiện từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 do 200 nhân viên trong ngành gồm nhân viên của các công ty giải trí và đài truyền hình, nhà sản xuất nội dung phim và truyền hình cũng như phóng viên giải trí bình chọn. Ở danh sách phim truyền hình của năm, hai phim của đài TVN là Nữ hoàng nước mắt do Kim Soo-hoon, Kim Ji-won đóng chính và Cổng anh mà chạy do Byeon Woo-suk, Kim Hee-yoon đóng có kết quả đồng hạng nhất với 60 phiếu bầu mỗi phim. Hạng 3 thuộc về Cộng sự hoàn hảo do Chang Na-ra, Nam Ji-hoon đóng với 19 phiếu. Hạng 4 là phim Mối liên kết bí ẩn do Ji Sung đóng với 8 phiếu bầu. Hai phim Cái chết của Bạch Tuyết và Girl Your Cotton Wool cùng đứng hạng 5 với 7 phiếu bầu. Phim Nữ hoàng nước mắt đạt rating 13% chỉ sau 4 tập và tăng vọt lên 24,9% ở tập cuối. Lập kỷ lục phim có rating cao nhất trong lịch sử đài TVN, đứng hạng 3 trong danh sách phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử đài cáp Hàn Quốc. Cổng anh mà chạy không có khởi đầu như Nữ hoàng nước mắt, nhưng càng về sâu càng thu hút không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Ca khúc Sudden Shower do Byeon Woo-suk thể hiện trong phim với tư cách thành viên nhóm Eclipse cũng đã vươn lên vị trí thứ 10 trên Millen Top 100.